Thưa quý khán giả, nhận thức rõ tầm quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn giáp ranh, thời gian qua Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Công an huyện, thành phố xây dựng quy chế phối hợp với Công an các cấp có địa bàn giáp ranh. Qua đó đã nắm được tình hình, nhất là công tác nắm, theo dõi, quản lý đối tượng, đề ra biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm lợi dụng địa bàn giáp ranh để hoạt động phạm tội. Ghi nhận sau đây tại huyện miền núi Tân Phú. Địa bàn huyện miền núi Tân Phú giáp ranh với nhiều địa phương khác trong và ngoài tỉnh Đồng Nai. Thời gian qua, địa bàn giáp ranh thường bị các đối tượng câu kết với nhau để thực hiện hành vi phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật như tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, gây rối đánh nhau, đánh bài, lắc tài xỉu. Nhờ lực lượng công an huyện thường xuyên phối hợp nắm tình hình và giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, tuyên truyền vận động người dân chấp hành pháp luật, tham gia tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự địa bàn giáp ranh. Đối tượng mới đã đón về, trên đường về tôi có ghé lấy ma túy về nhà sử dụng. Sau đó trên đường về bị cảnh sát giao thông Công an thành phố và Công an xã Phú Lộc thổi vào kiểm tra an toàn giao thông. Xong rồi có xét người tôi, có người tôi có tàng trữ ma túy trong người. Địa bàn mà giáp ranh của chúng tôi thì cái đường biên nó rất là dài, rồi địa hình thì khá là hiểm trở, rừng núi, đặc biệt là vùng sâu vùng xa nên nhân dân sống ở các vùng này thì thưa thớt. Cho nên là cái tình hình tội phạm trên địa bàn thì đánh giá là luôn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Ngoài ra, để công tác đảm bảo an ninh trật tự đạt hiệu quả, trong năm qua, Công an huyện chú trọng việc trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, xác minh, giải quyết kịp thời nhiều vụ việc xảy ra tại địa bàn giáp ranh. Duy trì có hiệu quả quy chế phối hợp giữa công an xã với lực lượng quân sự xã, tuần tra giải quyết kịp thời những mâu thuẫn tranh chấp trong nhân dân, không để phức tạp, phát sinh thành điểm nóng về an ninh trật tự. Chúng tôi đã mở nhiều cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và với cái biện pháp nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ thì cũng đã giữ ổn định tình hình địa bàn và đảm bảo an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế tại địa phương. Được huyện ủy, ủy ban cũng như nhân dân đánh giá là một cái địa bàn nói chung là đảm bảo tốt về an ninh trật tự. Bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát, trao đổi thông tin với công an các xã giáp ranh về tình hình hoạt động của đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội, mọi người dân cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia tố giác tội phạm, từ đó tạo nên thế trận an nhân dân vững chắc tại các xã giáp ranh, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.